Chào anh em nhé, hôm nay lại đến vườn nhà bác Quang Huệ để thăm lại cái vườn lan ở trên tầng 4 các bạn nhé. Cho các bạn ngắm em Hồng Yên Thủy. Quá đẹp luôn. Chưa bay. Khỏi lo bà. Chưa hoặc mai anh nhỉ. Mai là bao. Cây đẹp. Cái này là mắt gốc. Nó lên hoa đấy, anh mới làm mắt gốc được 2 hôm. Thường là để nở hoa thì mắt nó hơi yếu đúng không anh? Yếu. Hơi thiệt. Nhưng mà thôi chấp nhận. Cứ hoa chính chủ là được các bạn ạ. Đây là hoa bói đầu ngọn cho nên là cái độ căng của nó cũng chưa nói tầm khoảng 80% so với cây hoa trên thân các bạn nhé. Nhưng mà nhìn cũng rất đẹp các bạn. Hoa là được rồi, không có là Hồng Yên nghỉ là mệt lắm. Chuẩn cây. Đây này, cùng thân nó cắt ra, thân mẹ này, còn một con khúc này. Cái này thân mẹ nó hả anh? Không, chậu mẹ nó đây cùng khúc cắt kỳ cùng cái đấy ra. À. Cùng 21 khúc. Cùng nhau. Cho các bạn ngắm Hồng Yên Thủy, quá đẹp. Yên Thủy giờ giá tầm khoảng 16-17 cây đẹp. Tùy cây đúng không? 16-17 thậm chí có đến 20. Vâng. Chào anh em nhé.